Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật 17 tháng 6 năm 2018, quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong Thánh lễ Chúa Nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 17 tháng 6, Chúa Nhật thứ 11 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Giáo huấn số 29. Các trinh nữ và quả phụ sống đời sống thánh hiến. Từ thời các tông đồ đã có những trinh nữ và quả phụ Kitô hữu được Chúa kêu gọi để gắn bó hơn với Người một cách không chia sẻ. Trong sự tự do hơn của trái tim, thể xác và tinh thần, họ đã quyết định và được Hội Thánh phê chuẩn sống trong bậc đồng trinh hoặc tiết dục vĩnh viễn vì nước trời. Các trinh nữ là những người nói lên sự quyết tâm lành thánh theo sát Đức Kitô. Họ được giám mục giáo phận cung hiến cho Thiên Chúa theo nghi thức phụng vụ được phê chuẩn. Họ đính hôn cách huyền nhiệm với Đức Kitô, con Thiên Chúa, và hiến thân phục vụ Hội Thánh. Qua nghi thức trọng thể này, trinh nữ trở thành một nhân vị được thánh hiến, một dấu chỉ siêu việt của tình yêu của Hội Thánh đối với Đức Kitô, một hình ảnh cánh chung của hiền thê thiên quốc và của đời sống tương lai. Gần gũi với những hình thức khác của đời sống thánh hiến, bậc đồng trinh đặt người nữ sống giữa trần gian trong kinh nguyện, sám hối, phục vụ anh chị em và làm việc tông đồ tùy theo bậc sống và đặc sủng được ban cho mỗi người. Các trinh nữ được thánh hiến có thể được liên kết lại để tuân giữ quyết định của mình cách trung thành hơn. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 922, 923 và 924. 18, thứ 2. 19, thứ 3, Thánh Romualdo Viện Phụ. 20, thứ 4. 21, thứ 5, Thánh Louis Gonzaga Tu Sĩ Lễ Nhớ. 22, thứ 6, Thánh Paulino Giám Mục Nô La, Thánh Joan Fisher Giám Mục Tử Đạo và Thánh Thomas More Tử Đạo. 23, thứ 7, ban chiều, lễ vọng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. 24 tháng 6, Chúa Nhật thứ 12 thường niên, sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, lễ trọng. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật. Chúa Nhật thứ 11 thường niên 5B. Muôn phương ta về đây sánh vai, lên đường đường đưa ta đi lên đền. Ta. Lòng hân hoan ta hòa chung tiếng hát nhịp nhạc vui hát mừng danh Chúa cứu độ ta. Tiến tiến bước lên đền đền thánh của Người. Cất tiếng hát vui lên dân thánh của Người. Tiến tiến bước loan truyền hồng ân của Chúa trời. Ta hát mừng tin thiên thu Chúa ta. Mừng khi người ta bảo tôi, ta về thăm nhà cha chúng ta. Một ngày trong nhà cha dấu yêu, sướng vui thay hơn trăm ngày ở xa quê nhà. Từ muôn phương ta về đây sánh vai, lên đường đường đưa ta đi lên đền Chúa ta. Lòng hân hoan ta hòa chung tiếng hát nhịp nhàng. Hát mừng danh
Chúa cứu độ ta. Tiên tiên bước lên đền đền thánh của người, cất tiếng hát vui lên sân thánh của người. Tiên tiên bước lan truyền hồng ân của Chúa trời, ta hát mừng tin thiên thu Chúa ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng Cha. Anh chị em thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể cho chúng ta nghe hai dụ ngôn. Dụ ngôn hạt giống tự mọc lên và dụ ngôn hạt cải. Qua dụ ngôn ấy, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta hãy hy vọng và hãy giữ vững niềm hy vọng vào chương trình của Thiên Chúa, vì chính Chúa sẽ thực hiện những gì người dự định. Và chúng ta hãy vui mừng vì có niềm hy vọng đó, để rồi chúng ta sẽ kiên nhẫn hơn trong việc thực hành lời của Chúa. Và nhờ kiên nhẫn thực hành lời của Chúa, chúng ta sẽ có được niềm vui thánh thiện mà chính Chúa sẽ ban cho chúng ta. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Dành Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người yên tâm. Chúng con cả lời Chúa, chúng con chờ tôn Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con của Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa
khăn. Cho ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông. Xin nghe lời chúng con cầu khẩn. Loài người chúng con thân phận yếu hèn, không thể làm được chi nếu Chúa không nâng đỡ. Xin Chúa hằng tuân đổ hồng ân, giúp chúng con giữ huấn lệnh Chúa truyền, để chỉ muốn làm những điều Chúa ưa thích. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách tiên tri Ezekiel. Đây Chúa là Thiên Chúa phán: chính ta sẽ chặt ngọn cao nhất cây hương nam, ta sẽ bẻ một chồi non từ ngọn mọc ra, và sẽ đem trồng nó trên núi cao chót vót. Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi Israel, nó sẽ đâm chồi kết quả, và trở thành cây hương nam vĩ đại. Các thứ chim trời đều đến ẩn náu dưới thân cây, và làm tổ dưới tán nó. Tất cả những cây rừng đều biết ta là Thiên Chúa. Ta đã hạ cây cao xuống và cho cây thấp mọc lên. Ta đã làm cho cây tươi ra khô héo và làm cho cây khô trở nên xanh tươi. Ta là Chúa. Ta đã phán và đã hành động. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, thiên hậu thay việc khen ngợi Chúa. Thiên hậu thay việc khen ngợi Chúa và đàn ca danh Ngài, ôi đấng tối cao. Hầu loan truyền tình thương Ngài vào buổi sớm, và lòng trung tín Ngài vào lúc ban đêm. Lạy Chúa, thiên hậu thay việc khen ngợi Chúa. Người hiền đức như cây trà là nở hoa tươi tốt, vươn mình lên như cây hương ba núi Liban. Họ được vun trồng trong nhà Chúa, trong hành lang nhà Chúa chúng tôi họ trổ bông. Lạy Chúa, thiên hậu thay việc khen ngợi Chúa. Ngay trong tuổi già họ còn sinh trái, họ đầy nhựa sông và họ sống xanh tươi.
chẳng có gian tà. Lạy Chúa, thiên hậu thay việc khen ngợi Chúa. Bài trích thơ thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, chúng ta hằng bạo dạn vì biết rằng bao lâu sống trong thân xác này là chúng ta lưu lạc xa Chúa, vì chưng nhờ đức tin, chứ không phải vì đã thấy mà chúng ta tiến bước. Chúng ta cũng bạo dạn và ao ước thà lìa xa thân xác để ở cùng Chúa. Và vì thế, dù ở trong xác hay ra khỏi xác, chúng ta hãy cố gắng sống đẹp lòng Chúa. Bởi tất cả mọi người chúng ta đều phải phơi bày trước tòa án của Đức Kitô, để mọi người lãnh lấy thành quả đời sống mình, tùy mình đã làm lành hay đã làm dữ. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa phán, ta là sự sáng thế gian. Ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất, người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào, người đó cũng không hay biết nữa. Đất tự nó làm cây lúa mọc lên, trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa. Người còn phán, chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa, hay dùng dụ ngôn nào mà so sánh nước đó được? Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể núp dưới bóng được. Người dùng nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời Chúa cho họ, tùy sức họ có thể hiểu được, và người chỉ nói với họ bằng dụ ngôn. Nhưng khi ở riêng với các môn đệ, người giải thích tất cả cho các ông. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh chị em thân mến, như đã giới thiệu lúc đầu lễ, phụng vụ lời Chúa hôm nay đem đến cho chúng ta niềm hy vọng chắc chắn về một tương lai tươi sáng. Chúng ta biết, sau một thời gian sống lưu đày ở Babylon, ngôn sứ Ezekiel và những người Do Thái đạo đức nhiệt thành thấy rằng niềm hy vọng trở về quê cũ, trở về đất hứa như đang lụi tàn. Vì các tin tức ở quê nhà cho biết rằng quê hương điêu tàn của họ giờ đây đã có người khác đến ở, và những người này không tôn thờ Thiên Chúa, cũng chẳng biết luật pháp Mô-xê. Còn với những người đang sống ở nơi lưu đày, lúc đầu họ còn nhớ tới quê hương, còn noi giữ phong tục của tổ tiên, nhưng dần dần họ muốn đồng hóa với dân ngoại, xây dựng những cơ sở làm ăn và chẳng thiết gì đến việc trở về quê cũ nữa. Khi đó, bao nhiêu vấn nạn dấy lên trong đầu họ, mà vấn nạn lớn nhất là phải chăng Thiên Chúa đã quên thương xót và bỏ hẳn Israel? Dân mà Chúa đã tuyển chọn, dân mà Chúa đã vất vả giải thoát,
khỏi ách nô lệ Ai Cập để đưa vào đất hứa, đất của tự do và hạnh phúc. Giữa lúc đám dân lưu lạc không còn gì để hy vọng ấy, thì Thiên Chúa qua miệng ngôn sứ Ezekiel mà chúng ta nghe trong bài đọc 1 hôm nay đã nói với họ rằng Thiên Chúa không hề quên họ. Thiên Chúa vẫn nhớ, vẫn yêu thương. Và chính Thiên Chúa sẽ ngắt một nhánh trên ngọn bá hương cao ngất và đem trồng trên đỉnh núi cao vời của Israel. Nhánh bá hương đó sẽ đâm chồi, sinh hoa kết quả và trở thành cây bá hương vĩ đại. Và các thứ chim trời đều đến ẩn náu dưới thân cây và làm tổ dưới tán của nó. Hơn thế nữa, người ta sẽ thấy nó vươn cao lên, đang khi gốc cây trước kia của nó sẽ cụp xuống và khô héo đi. Sứ điệp này có nghĩa là Thiên Chúa sẽ lấy một người hoặc một số ít người trên đất Babylon rộng lớn để đem về trồng ở Israel, tức là người sẽ cho thiểu số dân lưu vong này được trở về đất hứa. Hơn nữa, nhóm dân nhỏ bé sẽ mang nhành lá, mang cành, sinh hoa, lẩy lộc, sinh hoa kết trái và trở thành cây bá hương lẫm liệt oai phong, đang khi Babylon vĩ đại sẽ bị héo tắt lụi tàn. Dân Israel tin vào những gì ngôn sứ Ezekiel loan báo, vì họ tin chắc rằng chỉ có Thiên Chúa mới làm được như thế. Chỉ có Thiên Chúa là đấng trung tín mới làm được như vậy. Và vì người là đấng trung tín, cho nên chắc chắn người sẽ thực hiện những gì người đã hứa. Do đó, sứ điệp này đã làm cho dân lưu đày vui mừng khôn xiết. Họ đã nhận được một lời hứa thật tuyệt vời. Mắt họ bừng sáng lên, trong lòng đầy phấn khởi, và chân tay hồi sinh cứng cáp. Tương lai quá sức huy hoàng và hy vọng quá đỗi lớn lao. Nếu lời sấm của Ezekiel đã hồi sinh những tâm hồn héo hắt trong đám dân ở nơi lưu đày, đem tin tưởng phấn khởi lại cho những kẻ đang rã rời, thì dụ ngôn hạt giống tự mọc lên và dụ ngôn hạt cải mà Chúa Giêsu kể trong bài tin mừng hôm nay cũng đem đến cho những người trong thời đại Tân Ước và thời đại chúng ta một niềm tin, một niềm hy vọng tương tự. Với dụ ngôn hạt giống tự mọc lên, Chúa Giêsu muốn nói đến tương lai chắc chắn của nước Thiên Chúa. Như chúng ta đã nghe, dù người gieo hạt có thức hay ngủ, ban đêm hay ban ngày, hạt giống vẫn cứ mọc lên cho đến ngày mang lại hạt chắc, sẵn sàng cho mùa gặt hái. Nói cách khác, nước Thiên Chúa sẽ lớn lên và đi đến chỗ thành tựu như Thiên Chúa đã định, dường như bất kể thái độ nào của con người. Đó là công trình của Thiên Chúa, chứ không phải công trình của loài người. Thiên Chúa sẽ hoàn thành những gì người đã dự định và khởi sự. Còn dù ngôn hạt cải như chúng ta đã nghe, khi gieo xuống đất thì nó nhỏ bé, nhưng đã gieo xuống rồi thì nó mọc thành cây to lớn, đến nỗi chim trời có thể đến nương náu dưới bóng của nó. Kể dù ngôn này, Chúa Giêsu khẳng định rằng tương lai nước Thiên Chúa cũng như vậy, nó khởi sự nhỏ mọn thôi, nhưng rồi sẽ phát triển cách tươi đẹp, bình an và có sức lôi cuốn và trở nên nơi nương náu cho mọi người được ơn cứu chuộc. Sứ điệp hy vọng và vui mừng mà bài tin mừng mang đến đã quá rõ ràng. Các môn đệ và giáo hội sơ khai đã vững tin vào Thiên Chúa, tin chắc chắn rằng người sẽ thực hiện những gì người đã hứa. Do đó, họ đã trung thành với lời của Chúa và cố gắng nỗ lực trong việc thực thi sứ mệnh của Chúa Giêsu trao phó, hăng hái sống tin mừng và nhiệt thành đem tin mừng đến cho mọi người. Để rồi từ một nhóm nhỏ như chúng ta thấy, giáo hội của Chúa đã triển nở và thành nơi đem lại hy vọng
và mừng vui cho biết bao người trong khoảng 2000 năm qua. Anh chị em thân mến, thứ ba tuần này, ngày 19 tháng 6 năm 2018, Giáo hội Công giáo Việt Nam long trọng khai mạc năm thánh mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam nhân dịp 30 năm các ngài được tuyên thánh. Nhìn vào đời sống đức tin sống động của các ngài, chúng ta thấy rõ ràng rằng các thánh tử đạo Việt Nam là những chứng nhân tuyệt vời của niềm hy vọng và vui mừng mà phục vụ lời Chúa hôm nay nói tới. Các ngài đã được sinh ra và đón nhận đức tin trong bối cảnh Giáo hội của Chúa tại Việt Nam bị thù ghét và bóp nghẹt của công quyền. Mặc dù bị hiểu lầm, bị đối xử tệ hại, bị tra tấn tàn bạo, nhưng các ngài vẫn can đảm, vẫn kiên nhẫn sống và làm chứng cho những giá trị của tin mừng. Sứ điệp hy vọng và vui mừng mà lời Chúa hôm nay đề cập đã giúp cho các ngài vững vàng trong niềm tin vào Thiên Chúa, sắt son trong tình yêu Thiên Chúa và tình mến với tha nhân, và ngay cả với những kẻ thù. Vì các ngài tin chắc chắn rằng chính Thiên Chúa sẽ thực hiện những gì người đã hứa, và Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa của người nơi các ngài. Với việc ân thưởng vinh quang thiên quốc cho các ngài đã được chào đón trong niềm vui thánh thiện trên thiên quốc. Và nhờ máu các ngài đổ ra, Thiên Chúa đã dùng để củng cố niềm tin cho chúng ta là con cháu của các ngài. 30 năm trước, khi tuyên thánh cho 117 vị anh hùng tử đạo Việt Nam, Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã nói với người Công giáo Việt Nam rằng: anh em là dòng giống các vị tử đạo, anh em là dòng giống những người được tuyển chọn. Noi gương các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta hãy sống và can đảm làm chứng cho đức tin, kiên nhẫn trong việc thực hành lời của Thiên Chúa và loan báo niềm vui, mừng và hy vọng của Chúa cho tha nhân trong bối cảnh nhiễu nhương của xã hội hiện nay. Amen. Mời chị em đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế với phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng nên vào thâm gia vì chúng ta, thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Đưa người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phong thờ,
và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy: tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và tông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, bằng dụ ngôn hạt giống và hạt cải được gieo, Chúa Giêsu cho thấy sức mạnh nội tại và sự phát triển lớn mạnh của nước trời. Chúng ta cầu xin cho nước Chúa được hiển trị trong tâm hồn chúng ta và mọi người. Đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên. Xin cho các mục tử trong hội thánh nhẫn nại, nhiệt thành gieo trồng lời Chúa nơi các tâm hồn và tin tưởng phó thác để Chúa làm hạt giống mọc lên và sinh hoa trái. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Mỗi người sẽ lãnh lấy thành quả đời sống mình, tùy mình đã làm lành hay đã làm dữ. Xin cho các nhà giáo dục biết hướng dẫn học viên của mình không chỉ tìm kiếm những giá trị chóng qua, nhưng còn biết sống cho chân lý cao cả trường tồn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Vì nhờ đức tin, chớ không phải vì đã thấy mà chúng ta tiến bước. Xin cho các Kitô hữu đang sống giữa số đông những người không cùng niềm tin hoặc thù nghịch, biết tin tưởng cậy trong Chúa, để trung thành sống và làm chứng cho đức tin. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Tất cả mọi người đều phải phơi bày trước tòa án của Đức Kitô. Xin cho tất cả chúng ta luôn nhớ đến ngày sẽ phải trả lễ trước mặt Chúa về đời sống mình, để nỗ lực tránh xa điều dữ và nhiệt thành thực thi đức ái. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã sai con Chúa đến thiết lập nước Chúa ở trần gian. Xin cho chúng con biết cộng tác với người để làm cho nước Chúa được lớn lên trong tâm hồn chúng con và lan rộng đến nhiều người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính chén dâng trao, bánh rượu từ ngát hoa, là đây cùng lao tháng năm qua, là đây cùng tri ân chúng tụng cha, tin dâng lên dâng hết cả đời con. Thân xác với linh hồn để nên của lễ ơn đền đẹp như hiến lễ chiều hôm. Kinh tiến kinh chiến dâng trang bánh rượu ngát là đây có chi ơn chúng tôi. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin đồng ban cho chúng con của ăn thức uống này, làm lương thực nuôi sống thể xác, và làm bi tích đổi mới tâm hồn. Xin cùng cho chúng con chẳng bao giờ thiếu thốn những gì cần thiết cho tâm hồn và thể xác chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha Chi Thanh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lưỡng từ bi Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con, người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi, để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đã đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo minh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoàn hồ Chúa trên cả tầng. Chúc công đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên cả tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bông bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô
được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sông lai và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con đại xin Chúa thương son tân cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đan Chúa ngựa vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
được gieo vào lòng đất, rồi một chiều đất sẽ chôn vùi hạt cái ơi. Rồi một ngày khi trần gian mê đắm say trần gian, rồi một chiều hoàng hôn loang màu. Chính Ngài đã chết cho cây lên xoay chim trời đông nó. Rồi một ngày lúa mì được gieo vào lòng đất, rồi một chiều đất sẽ chôn vùi hạt lúa ơi. Rồi một ngày khi người ta quên lá cánh đồng hoa, rồi một chiều lặng nghe tiếng đàn hát. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa tham dự bí tích thánh thể là mối dây liên kết mọi người chúng con trong Chúa. Xin cho bí tích này cũng làm cho hội thánh được hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa. Lạy Thánh
Giêsu muôn an ủi dịu dàng, lạy thánh tâm Giêsu dòng máu thân tuôn tràn, đời này sang đời kia hằng muốn cứu dân lầm than, ban phát muôn lương thực nuôi dưỡng những người cơ. Chúng con trong cậy đất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa che chở bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiền vinh sáng lang. Thần Chúa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, amen. Lạy đất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thanh cực tình đất thánh Đức Bà Maria, cầu cha chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cha chúng con. Lạy các thánh từ đạo Việt Nam, cầu cha chúng con. Nhân anh cha và con và thánh thần, amen. Kính chào Đức Nữ Vương, mẹ là mẹ xót thương ngọt ngào cho cuộc sống. Kính chào lễ cậy trăng, nay con cháu Eva thân phận người lưu lạc, chúng con ngựa trông mẹ kêu mẹ mà khóc lắm, than thở với xin là trong lũng đầy nước mắt. Mẹ là nữ trạng sư nguyện đưa mắt nhân từ, phía đoàn con đói lại và sau đời của ai, xin mẹ khấn tỏ ra cho đoàn con được thấy quả phúc bởi lòng mẹ Đức Giêsu trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn. Mẹ là mẹ xót thương ngọt ngào cho cuộc sống, kính chào lễ cậy trăng, nay con cháu Eva thân phận người lưu lạc.
chúng con ngựa trắng mẹ kêu mẹ mà khóc lóc than thở với xin là trong lũng đầy nước mắt mẹ là nữ trạng sư nguyện đưa mắt nhân từ phía đoàn con đoái lại và sau đời cô ơi xin mẹ khấn tỏ ra cho đoàn con được thấy quả phúc bởi lòng mẹ Đức Giêsu ca ơi lượn cả khoan hồng ơi tâm lòng xót thương